và tép tỏi bóc vỏ vào đáy chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thỉ canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thỉ canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đáp vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện. Chuẩn bị một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối. Cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ,
ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện. Chuẩn bị một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối, cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, ribolavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm.
Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch các khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1 đến 2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ. Em là em thích ăn sầu riêng lắm. Thì nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều mạng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tươi cười bảo với em. Còn sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi. Cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. Về gai và cuốn, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuốn sẽ có cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại,
Sầu riêng chín ép bằng hóa chất, rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thì sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhộn thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng: trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuống: càng để lâu thì cuống càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuống đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai: nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo: đấy, còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo: nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác, vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng đến chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hệ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là viagra tự nhiên vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của viagra, cuối cùng tăng ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi. Mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hoàn loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp, vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn vài tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng. Hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6, cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen.
Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của nuôi đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức, không phù hợp. Tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ. Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê. Giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất testosterone, một chất tương tự như estrogen, giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cắt con rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bự, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên bắt dây thun và chơi trọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lửa. Da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, đến mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, tuy cu không bị vàng da nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác,
như những đứa trẻ khác. Mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở loét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rô nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ măng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ măng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ măng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ, lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g, lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ măng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ măng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ măng trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sau tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ măng trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ măng trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ măng trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kháng được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ măng trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ măng trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ măng trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ măng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa, lấy 50g măng trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ măng trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ măng trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy,
chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đã có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt liệm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng, có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loài cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía Nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loài cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá. Câu trả lời là quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. 1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị đó là hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm, với tác dụng làm giảm sưng. Có rất nhiều thuốc chống viêm, nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm, tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà, nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hạt để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần, hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xong với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắt còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lạnh. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm hai, uống sau bữa sáng và tối, kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượt bằng nhau, sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng, sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát. Ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bọt, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang. Tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang.
Dùng lá chanh khô đun sôi trong vòng 10 phút, sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tóc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng, vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng một năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện ung bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin, thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết. Kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra.
chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được. Mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái oan xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng, và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây oan xoa là giải độc gan, viêm, xương tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị uống khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây oan xoa. Trái của cây oan xoa nhờ ơn cứu mạng của cây oan xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây oan xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác,
cô chú anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng, cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Aculum Indicum Ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây nút nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamin, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, ỉa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ nút nát lượng 9-15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây nút nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khi ức kết. Vỏ cây nút nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g,
sắc uống ngày một thang chia hai lần. Chữa đau dạ dày, vỏ cây nút nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mảng ngứa, vỏ cây nút nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, sai hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, vỏ cây nút nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây nút nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây nút nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây nút nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, vỏ cây nút nát 16g, búp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây nút nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý: người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra,
Những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.